Các bạn có biết vài năm trước rộ lên một bài báo chị Phạm Băng Băng chia sẻ bí quyết để có được một làn da tươi trẻ do có thói quen đắp mặt nạ mỗi ngày không? Giờ đến giây phút quan trọng đây, mặt mộc của TV. Các bạn đừng có mong chụp giùm tôi nha. Bao nhiêu công thức dưỡng da skincare của tôi đó. Bắt đầu tập dưỡng da thì mình cũng đu theo đồ, ngày nào mình cũng chăm đắp mặt nạ. Và bây giờ thì cũng đã thành thói quen của TV rồi. Thử thách One Mask One Day cùng TV nha. Ta-da! Hôm nay Vi sẽ giới thiệu mọi người, đó là Neon Lab Premium. Vi đã sử dụng em này từ phiên bản đầu tiên, nay đã là phiên bản thứ 3 rồi. Vi phải công nhận rằng là các brand Việt Nam không thua kém gì các brand nước ngoài cả. Rất là sang xịn, chất lượng nữa nha mọi người. Sau 3 tháng sử dụng thì khoảng thời gian 2-3 tuần đầu, mình cảm nhận được rõ rệt sự hiệu quả, cấp ẩm và sáng da. Khoan! Chưa đến phần đặc biệt nhất đâu. Nếu chỉ cấp ẩm làm sáng thì Vi cũng không mê em nó đến vậy. Điều đặc biệt là nếu sử dụng thường xuyên, bạn sẽ cảm nhận rõ rệt được các nét nhăn mỏng ở khóe miệng và mắt mờ đi. Da tươi tắn, căng bóng mọng nước luôn á. Chăm da từ ngay bây giờ để luôn xinh đẹp. Nhớ luôn yêu thương và chăm sóc bản thân mình nha.